chia sẻ của Thạc sĩ Võ Thị Hoàng Yến, là giám đốc trung tâm khuyết tật phát triển DID, cũng là người sáng lập ra trung tâm DID. Xin mời Thạc sĩ Võ Thị Hoàng Yến. Kính chào các anh chị và các bạn. Lần đầu tiên tôi được lên một cái sân khấu mà không phải bước lên những cái bậc thang này. Thường thì các sân khấu ở Việt Nam chúng ta là không có cái đường dốc đi lên cho các bạn khuyết tật. Thật ra thường đi biểu diễn thì các bạn gặp rất là khó khăn trong vấn đề mà bước lên những cái bậc thang. Và lần đầu tiên chúng tôi có ở đây một cái cầu thang chuẩn, đúng chuẩn quốc tế. Có nghĩa là độ dốc là 12 độ cho các bạn mà ngồi xe lăn có thể dễ dàng lên xuống. Xin cảm ơn các quý vị đại biểu, các anh chị và các bạn đã đến đây tham gia với chúng tôi trong cái ngày kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật năm 2013. Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật đúng ra là ngày 3 tháng 12, nhưng hôm nay là ngày Chủ Nhật, thật ra chúng tôi lựa chọn ngày hôm nay thực ra là ngày của HIV, của những người AIDS. Nhưng mà chúng tôi tổ chức ngày hôm nay cho người khuyết tật cũng là một cái sự đồng hành cùng với những bạn đang chịu cái chứng AIDS trên khắp thế giới. Và đồng thời ngày 3 tháng 12 cũng là ngày kỷ niệm ngày sinh nhật của Trung tâm Khuyết tật và Phát triển chúng tôi, được thành lập từ ngày 3 tháng 12 năm 2005. Từ trước thì thường là những người khuyết tật không có tiếng nói. Và tất cả những cái chương trình quốc tế, cả ở Liên Hiệp Quốc, thì được quyết định bởi những chuyên gia, không phải là người khuyết tật. Cho nên các tổ chức của người khuyết tật bắt đầu được hình thành và tham gia những cái hoạt động ở Liên Hiệp Quốc từ năm 1998. Từ năm 1983 đến năm 1992, Liên Hiệp Quốc quyết định chọn 10 năm đó là thập niên đầu tiên để thúc đẩy các nước và các tổ chức đang hoạt động về phát triển cộng đồng quan tâm đến vấn đề tạo điều kiện cho người khuyết tật tham gia vào các hoạt động xã hội. Và sau 10 năm đó, sau thập niên đầu tiên đó, thì năm 1992, Liên Hiệp Quốc, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cũng bắt đầu quyết định chọn ngày 3 tháng 12 là ngày quốc tế người khuyết tật. Và lần kỷ niệm đầu tiên cũng được thực hiện vào 3 tháng 12 năm 1992. Bắt đầu từ đó cho đến nay thì cứ hàng năm ngày 3 tháng 12 trở thành một ngày mà trên khắp thế giới, ở tất cả các nước, ở tất cả các thành phố, người ta có những cái hoạt động rộng khắp để kỷ niệm ngày này, và như là đánh dấu rằng tất cả mọi người đang bắt đầu chung tay để đồng hành với người khuyết tật, phá vỡ những cái rào cản để cho người khuyết tật có thể hòa nhập vào xã hội. Và thông điệp năm nay là phá vỡ rào cản, hướng đến một thế giới cho tất cả mọi người. Thế giới cho tất cả mọi người có nghĩa là thế giới trong đó không phân biệt người khuyết tật hay là người không khuyết tật, không phân biệt người màu da này hay là người màu da khác, nam hay nữ. Và nó hướng đến một cái thế giới hài hòa cho tất cả mọi người. Đi cùng với cái thông điệp đó của ngày của năm nay, thì Trung tâm Khuyết tật và Phát triển chúng tôi thực hiện cái hoạt động để hướng đến hai mục tiêu rất là cơ bản, là xây dựng một cái thành phố không rào cản. Có nghĩa là chúng tôi vận động thành phố, đầu tiên là thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, trở thành một cái thành phố không còn những cái rào cản nữa, để cho người khuyết tật có thể tiếp cận những cái công trình công cộng và công trình giao thông. Cho nên nếu mà quý vị khán giả nào, các anh chị nào đến đây từ lúc 2 giờ, thì các anh chị thấy ở đây chúng tôi có một cái cuộc thi dành cho các em sinh viên, để các em cảm nhận được những cái khó khăn của người khuyết tật như thế nào trong một cái môi trường đầy rào cản đó. Đôi khi chỉ là một đụng cát nhỏ, hay là những viên sỏi, những viên gạch không có được bằng phẳng, cũng là cái rào cản rất lớn cản trở người khuyết tật bước ra đường và hòa nhập vào xã hội. Và có những em sinh viên khi tham gia xong thì các em hiểu được điều này. Các em chia sẻ rằng mỗi người chúng ta chỉ cần thay đổi thái độ, chúng ta nở một nụ cười. Có một em bảo là chúng ta chỉ cần nhìn người khuyết tật nở một nụ cười để cho người khuyết tật cảm thấy là mình không mặc cảm nữa. Và mỗi người chung một tay để bắt đầu tham gia cùng với người khuyết tật, tạo một cái môi trường không rào cản để họ có thể được đi học, đi làm, tham gia các hoạt động xã hội. Mong rằng quý vị và các anh chị và các bạn sẽ có được một cái đêm nhạc rất là ấm cúng, rất là dễ thương, và cảm nhận rằng âm nhạc không có biên giới. Xin cảm ơn.